đổ thịt gà vô chung với gỏi trộn. Miếng muối có bột ngọt phải bỏ gia vị vô chứ. Ờ, cho nó giống như là mình nấu nước lẩu vậy đó. Cho nó ngon ngon cái nước. Thơm nó ngọt. Hành phi ít quá. Thôi có vị thơm. Nói chung là thơm thơm. Trời nhiêu đây mà nó sợp mà. Đốn dừa lấy củ hủ làm gỏi. Ông coi coi cái lá nào ông chừa nha. Dừa lá nó trong rồi chứ chừa. Rồi gỡ lá cái ổng rồi ông bẻ ra nè. Cái đào cái ổng ông chết. Đốn dừa từ đó giờ mình không có thấy nha, mình cũng không biết là sao nữa. Đốn mà chữa lá là đang gỉ củ hủ hả Dương Bảy? Cho nó gãy hả? Ờ để mình không có dây mình đốt khúc này đó. Giặt mẹ ở trên đi quên mấy cái bỏ mẹ đi quên. Ừ. Thằng ơi, em bé uống gì ca bự dữ hết không em bé? Uống nhiều. Rồi em bé ơi. Đâu? Đã không? Mây trắng bách kìa. Đã không? Bảy hỏi không trả lời con. Đâu? Đã sao đâu? Lấy tay ra quay lên đây nè. Đã sao? Dâu đây nè. Trời. Chưa. Chỗ chùm lum rồi. Đi vô chỗ chùm lum rồi. Không ướt đâu. Đốn cây dừa có con buồn dừa có trái. Rồi, nước thì, uống dầu. Dầu nó muốn rồi. Nhà uống thì đừng có nhiều quá, đấy, nó dặn đó. Cổng đẹp cho thấy ha. Vậy trời. Cha chặt. Vẫn chính con ngồi chảnh mà. Cha mày tính làm gì ghẻ hại tắm. Đúng rồi. Cái dương cái dương chính. Dương chính là tắm. Rồi cái dương bảy là cáp. À, dương bảy là gì ghẻ? Chặt. Dương chính chặt. Là cám, dương bảy là gì tắm, dương bảy là gì ghẻ? Chặt đốn cám xuống, đốn tắm xuống. Thôi vô cười kìa. Chừng chín hả? Có con trái dừa già kìa, hồi có trái dừa đúng nước ngọt đó. Còn bên kia còn đứt chưa chín? Rồi chín, chín, buông đi chín. Gị. Ba người gị, một khoai ba cây dừa đổ. Có trái được. Được hai trái đó hơi già kìa, hai trái đó uống nước ngọt rồi đó. Trái khô luôn. Ngọt rồi đó, nước ngọt dữ lắm luôn. Khô luôn rồi. Lụm hai trái đó vô uống nước hào. Hai trái dừa đó ngọt lắm á cưng. Rồi giờ tới làm gì đẻo ra hả? Đẻo. Rồi. Uống dừa non đấy. Uống dừa còn trong bóp lọc ra. Ăn cái củ hủ chuối á thì dễ mà củ hủ dừa ăn cực á. Nãy giờ đẻo được mấy nhiêu đó hả? Cái này phải dao búa cho bén. Lập bập lập bập lập bập đứt lập bập lập bập lập bập đứt đứt. Hai. Ổn quá trời luôn hết Dương Chính. Trời ơi, buồn vừa. Cái vừa nè.
Nhà lấy nón lá mẹ đem tí. Như cái đó nó còn già đúng không Nguyễn Chính? Lỡ chặt tới đó là chặt luôn đi chứ bắt không chặt xin lên. Dễ rộng quá dễ chặt. Dâu ơi. Nắng dạ thôi. Ơi. Ủa con gì nó ăn kìa? Con gì đâu? Cái bẹ nó vừa nó khô là mấy cái đó đó giống như mấy cái không, sơ gì, dừa vậy. Con gì nhóc ở dưới kìa. Ủa cái này vậy mình làm gỏi mình có ấy ngâm giấm gì trước không? Trời nhìn nó non rồi kìa. Cái này là ăn được rồi đúng không bảy? Ăn ngọt ngay rồi thì dầu nhiếc dầu lắm á. Ngọt bằng cái kìa. Ăn ăn. Ăn đi ăn đi ăn đi. Không ngọt thiệt luôn á. Cho chị hai miếng nữa đi. Nhưng mà đừng có sai nha. Sai đó. Mơ là sai đó. Con miếng nữa con. Hai. Ừ, cho con miếng à. Con bỏ giá con vô này đi. Ngon. Chặt gì giá mẹ nó đi. Ngon thiệt. Ngon. Đúng không? Cái này nè, ông ngọt. Trái hoài giá chi nó nặng đâu có tới tới trên. Củ hú dừa, được hưởng thức củ hú dừa. Ngon không dâu? À, chị Hào với Minh Tiến ngon không? Ngon. Ngon cực kỳ luôn. Tại chỗ luôn. Con cũng ngon cực kỳ luôn. Con cũng ngon cực kỳ luôn. Ăn mà thử tại chỗ. Ô trời ơi kìa lá ừ, non èo luôn kìa chứ. Trời ơi trời. Đó. Ngon cái ngon. Chờ con khúc vậy. Trời ơi. Gãi mà ông bẻ gãi mà. Kìa bẻ cái bẹ này cho nó cái vậy. Lá không mà Minh Tiến. Bẻ cho nó cái bẹ dân chuẩy ra nó làm lá nó ăn không ông. Kìa cha chặt cho cái cục kìa. Kìa cha chặt cho cái cục nữa kìa. Đây nè cái bẹ này nè. Cái đó đó Tiến, đúng rồi Tiến. Bẻ gãy em Tiến, dài phải không? Thôi đi vô, xách dép em vô chị Hào. Đi vô, mày ẵm vô. Cái này ăn gì? Chị Hào xách dép em vô, thôi cái đó già bỏ đi cưng chị Hào. Xong một cái củ hủ dừa. Mình vận chuyển củ hủ dừa này đi. Đi để chỗ khác để làm gỏi. Giá cái đó đó, sắc cái non lấy làm gỏi. Ồ, củ hủ dừa. Mấy mày có tiền đó hôm cho mẹ gỏi. Củ hủ hôm qua là nguyên khúc, bây giờ người ta trẻ ra người ta làm gỏi không? Người ta làm gỏi củ hủ dừa với thịt gà. Nhân vật chính làm gỏi củ hủ gà, làm gỏi củ hủ dừa với gà. Nè ở ngoài đây là mấy đứa em đang lụm giá tự chút nè. Quay cái ơi, giá bây giờ nè. Lụm giá chút nữa mấy cha ơi. Hồi xưa này giờ mới thấy lại nè. Uống nước trà với Dương Bảy luôn. Bánh tét hôm qua. Nhiên đậu. Củ hủ dừa sắc xong giờ đi rửa. Vậy Út. Quên đằng đây có con dao không con? Trong gỏi của hủ dừa với thịt gà. Có gà. Cho nên mình làm gà. Trời ơi con dao. Con dao nhỏ kia đâu? Hai đứa còn chưa nè, nói chuyện ngoài để tao rửa đồ cái nè. Út rửa trên đây mà. Uống nước mày. Dỡ xuống đầu nó chết à. Giờ này mà mỗi năm còn chút giá nữa mấy cha. À, chút chút ăn an toàn hơn. Ở ngoài ghê quá. Cho đâu bả chút gì trời. Cho Tư kìa. Tư đâu có chùm cháu đâu mà có cho. Hay là dưới quê dưới nhà bả. Trời giờ con mới nhìn kỹ con Phương nó lùn con Dương dữ gì trời. Nào giờ có thấy đâu.
hực giết lưng. Thôi con, đổ nó đi, bưng chút thao nước rồi nè. Để cho Thiên bưng vô đi, lên đi rồi con bưng chút cái xô nước này nè. Để cái thao nó luôn con, để cái thao xuống. Rồi để cái thao xuống, để cái này đi vô cái thao đó. Mẹ ơi, đám gì thấy rau không thấy thịt đâu trơn vậy trời. Thấy có mấy con gà hả? Họ cho ăn rau không hả? Trời ơi, đây gỗ rau. Bên kia gỗ rau. Thì gì nè, Út trộn xong rồi Út chừa Út bưng đi. Nó cũng gà mũ nữa kìa. Bưng nước mày. Mơ tính hỏi mẹ đầu ở dầu hay là thế hồn. Quá trời củ hủ vừa nay. Mãi chừa lại bớt cùng à, con nói Út đãi này nguyên cái đám cưới luôn. Có lòng cho mẹ cho nổi. Lòng của bộ Út chứ của ai? Nè của mày rồi của mẹ mày rồi của chồng mày rồi của bà Út. Em không nhớ rõ. Cái này ăn đã rồi. Ăn nó ngọt hôm qua làm cục rồi. Bỏ đại đi mày. Muối đâu? Muối đâu? Muối đâu? Muối chưa Út? Ủa con thấy Út nãy làm gì? À, đường không mà. Tại đâu? Vệ sinh, vệ sinh. Cái đầu nắm cửa chưa? Thằng Đảng đang đang gọt. Đang gọt rồi đi nè. Muối này mặn lắm nè. Lát từ từ chanh rớt luôn nè. Nó mặn gấp đôi muối nhà mình. Xích vô đây con. Trời đất ơi, gì vậy? Thánh thần. Một thao luôn mà gì thánh thần. Mặn lắm. Nó mặn thì nó mặn chứ nó đâu có đất nổi dữ vậy. Anh làm quá. Ủa mình bị cái nồi xào thịt đậu bị que. Mình sợ, mình bị lần là mình sợ. Trời ơi, hất ra ngoài luôn rồi kìa. Ngoài luôn. Được chưa? Ta thêm miếng nữa. Cho chút thôi. Ta xào miếng hai trắng, miếng mà... Nửa đi. Nửa đi. Lát còn bỏ nữa. Được. Hai dĩa với dừa thì cũng chỗ miếng. Có muối nó mới xìu xìu xuống chút chứ. Không có muối chắc nó gãy quá. Ừ. Ngon quá vô. Mà. Xong rồi. Bỏ muối vô từ từ nó dịu lại. Ừ, lát cho nó dịu xuống à. Quen rửa dần thức ăn này á quen. Có cũng vậy mà. Cái gì? Rửa đi. Nó hoài. Còn ở bà mẹ con ăn lạc là cúng lạc, còn ăn mặn là không có cúng lạc. Một ngày gầm là cúng lạc, một ngày 16 là cúng mặn, xong. Cái này mình xả cái nước nãy ra rồi nha các bạn. Đổ ra gỗ rồi. Mà nhiều quá. Đi cái công đoạn đổ quên mất rồi. Bây giờ mình trộn cái nước mắm pha sẵn vô gỏi nè. Nước mắm này có nước mắm nè, tỏi nè. Nước mắm chanh nè, ớt nè, đường nè. Muối. Không có muối nữa. Mà cái này nó non quá, con bà của nó ngủ quá. Được chưa Út? Giờ cho nước mắm vô nha. Nước mắm pha sẵn. Hết tô đó luôn hả bà Út? Cái thớt của bà Út bà chưa sạn chặt đó. Bà để dưới đi. Bà muốn bỏ thì bà bỏ đâu bỏ chứ.
cho ông gỏi bằng nước mắm. Củ cải đâu rồi con? Em coi có cái tô củ cải rồi đó không anh? Để bà chắc nha. Chị rớt con trà này ra. Ở đây. Bây giờ cho nó đẹp nè. Ở đây. Rồi đi ra mẹ đi. Thêm củ cải để có màu sắc. Một hồi có rau thơm. Một hồi. Củ cải không Năm? Hết rồi. Ừ. Giống lẩu gà. Bào hai củ. Bào hai củ nữa. Lẩu gà. Con à. Con để cái găm nó bao giờ? Chơi đi dâu. Được rồi Út. Nhiều quá ngon quá rồi. Thôi đi mẹ, nó không chịu mẹ. Thiệt á, nhiều quá mất mùi củ hủ hết trơn. Nhìn cho nó đẹp như vậy được rồi. Này lấy cái thau của người ta rồi. Sang qua để lấy cái thau. Xong bưng chút qua cho bà lấy nước luôn mà. Dạ, mẹ lên chưa? Mẹ lên chưa? Nghe chưa? Chưa xé hết kìa. Kệ nó. Đã nói chưa xé hết, nó còn cái cọi, từ từ xé. Nước quá trời nước. Thôi nước mắm nó cũng đục nổi. Nước mắm kia kìa, nước mắm nó hình tấn á, nước mắm ăn kia kìa chứ không phải này. Phải này để làm mà. Thôi đi, để lại ăn đi. Cải thì trộn cải xào hủ tiếu á, mà giờ này còn để lại. Đừng cái son ra cho nó lên ơi. Đổ thịt gà vô chung với gỏi trộn. Miếng muối có một bỏ gia vị vô chứ. Cho nó như là mình nấu nước lẩu vậy đó. Cho nó ngon ngon cái nước. Thơm nó ngọt. Hành phi ít quá. Thôi cái vị thơm. Nói chung là không hơi sao mà nó đầu nhiêu đây mà nó sợp mà. Thôi gắt ở trên mặt thôi, đừng trộn. Đúc vô vô ngốc động. Sai hả? Ngon ngốc, thiếu gì không ngốc. Con là thấy dừa. Chua chua, ngọt ngọt. Giòn giòn. Không có cay đâu, cay sao mấy đứa kia nó ăn. Không có cay. Nói nó hồi mà cũng đúng. Rồi bào ăn nó ngon đâu, bào nó xấu lắm Út, nó dập lại nó xấu lắm không? Dập. Mình sơ thì nó không có ngon. Nhưng mà nó nhìn nó không đẹp nữa. Tại vì bà ở Sài Gòn có thấy bào. Ở trên Sài Gòn á ít quá nên nó bào. Ghé bà. Ghé bà mua cho bà. Xe vô đây. Không dám đâu, con không có thích bào rồi, sắc gì. Sắc mới đẹp. Sắc giống như nó thấm con thiệt nhưng mà nó không đẹp. Sắc nhìn nó giống hóa sen. Xích vô anh, có gớt trong đây uổng. Chồng mút, vợ mút cho chồng bưng. Này con nhỏ cháu nó phụ. Đây, rồi chưa Út? Trời sao Út cho cục xương lên trên vậy? Út cho thịt lên trên, Út cho cục xương lên trên vậy? Cho nó phồng đi, cho nó phồng cho phồng gắt gớt đi con.
Rất nướng. Rồi nhiêu đó được gỡ rồi. Bảy bảy ấy. Cái nó đi. Trời ơi, miếng da nó bỏ lại đi. Miếng da đẹp. Rồi chưa. Nè Dương Út ơi. Chào.